áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Các bạn học sinh đã đến với khóa học ngữ văn 7 theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau củng cố mở rộng bài học số 6, bài học cuộc sống. Trong tiết củng cố và mở rộng này, chúng mình cùng nhau hoàn thành các bài tập để củng cố lại những tri thức của chủ đề bài học này nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng đến với câu hỏi số 1 trong tiết củng cố mở rộng ngày hôm nay. Câu hỏi 1. Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin phù hợp. Sách giáo khoa đưa tới cho chúng mình một bảng gồm có hai phương diện cần tìm hiểu, bao gồm chuyện ngụ ngôn và tục ngữ. Ở hai thể loại chuyện ngụ ngôn và tục ngữ, chúng mình cùng nhau so sánh về loại sáng tác, nội dung và dung lượng của văn bản. Trong chủ đề bài học số 6, các em đã được tìm hiểu những tri thức ngữ văn về chuyện ngụ ngôn cũng như về tục ngữ. Bên cạnh đó, chúng mình đã được tìm hiểu các văn bản thuộc các thể loại này. Bây giờ, các em hãy thử so sánh các thể loại chuyện ngụ ngôn và tục ngữ trên 3 phương diện, loại sáng tác, nội dung và dung lượng văn bản, xem chúng có điểm gì khác nhau nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng nhau so sánh về loại sáng tác. Cả hai, chuyện ngụ ngôn và tục ngữ đều thuộc loại sáng tác là dân gian. Về nội dung, nếu như chuyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng đạo lý hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh có thể pha yếu tố hài hước, thì tục ngữ lại đúc kết nhận thức về thiên nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong cuộc sống. Còn về dung lượng của văn bản, chúng ta thấy rằng chuyện ngụ ngôn hay tục ngữ thì đều rất là ngắn gọn. Chuyện ngụ ngôn có quy mô nhỏ, thường là một chuyện rất ngắn hoặc những mẩu chuyện nhỏ được tách khỏi một trước tác có quy mô lớn hơn. Còn tục ngữ thì ngắn gọn, đa số chỉ có từ 1 đến 2 dòng. Vậy là chúng mình đã cùng nhau so sánh chuyện ngụ ngôn và tục ngữ trên 3 phương diện, loại sáng tác, nội dung và dung lượng văn bản. Bây giờ, cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 sẽ giúp các em củng cố tri thức ngữ văn về câu tục ngữ. Đề bài yêu cầu sưu tầm và ghi lại những câu tục ngữ em đã nghe hoặc đọc vào vở hay một cuốn sổ nhỏ, nên chia các câu tục ngữ đó theo nhóm chủ đề. Ngoài 15 câu tục ngữ mà chúng mình đã được tìm hiểu ở trong chủ đề bài tập số 6 ra, thì còn rất nhiều những câu tục ngữ khác. Bây giờ, các em hãy thử tìm giúp cô những câu tục ngữ mà các em đã được nghe hoặc đã được đọc. Chúng mình có thể tìm các câu tục ngữ dựa trên sách, báo hoặc các phương tiện nghe nhìn. Ở trên đây, cô có giới thiệu cho các em những câu tục ngữ thuộc nhóm chủ đề về dự báo thời tiết. Ví dụ như là câu mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa, ráng mỡ gà, có nhà thì giữ, sấm đằng tây, mưa dây bão giật, tháng 7 kiến bò, chỉ lo lại lụt, vân vân. 4 câu tục ngữ này đều là những câu tục ngữ mà tác giả dân gian đã vận dụng những hiểu biết, những kinh nghiệm của mình để đưa ra những bài học kinh nghiệm về dự báo thời tiết. Nhóm tục ngữ thứ hai mà cô đã sưu tầm được và muốn giới thiệu với các bạn đó chính là nhóm tục ngữ về lao động sản xuất. Ví dụ như là câu tục ngữ tấc đất, tấc vàng hay là nhất thì, nhì thục, trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen, vân vân. Trên đây, cô đã sưu tầm được hai nhóm tục ngữ về dự báo thời tiết và về lao động sản xuất. Các em còn tìm được những câu tục ngữ nào về các chủ đề khác nhau thì hãy chia sẻ với cô và các bạn ở trong lớp nhé. Tiếp theo, tới câu hỏi số 3.
Hãy viết đoạn văn khoảng từ 8 tới 10 câu, nêu những điều tốt đẹp em đã tiếp nhận được sau khi đọc những chuyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ trong bài học này. Trong bài học số 6, sách giáo khoa đã giới thiệu cho chúng ta những câu chuyện ngụ ngôn rất hay và giàu ý nghĩa. Bên cạnh đó là những câu tục ngữ, câu thành ngữ mang tới những kinh nghiệm sống mà tác giả dân gian đã gửi đến. Vậy thì, sau khi học xong bài học số 6 này, các em đã ghi nhận được những điều tốt đẹp gì sau khi đã học các thể loại chuyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ? Các em hãy viết một đoạn văn khoảng từ 8 tới 10 câu để chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Đối với câu hỏi số 3 này, cô đã viết một đoạn văn khoảng từ 8 tới 10 câu để suy nghĩ cảm nhận của mình sau khi được học chủ đề bài học số 6, bài học cuộc sống về các thể loại chuyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em đoạn văn cô đã viết. Cái đoạn văn này sẽ là một đoạn văn tham khảo để gợi ý cho các em có thể tự viết được đoạn văn của mình. Bây giờ, các em hãy theo dõi và lắng nghe đoạn văn này nhé. Chuyện ngụ ngôn và tục ngữ chính là kho tàng tri thức, kinh nghiệm dân gian từ bao đời nay. Thông qua chuyện ngụ ngôn và tục ngữ, tác giả luôn muốn truyền tải tới những bài học cuộc sống, những đạo lý làm người để hướng con người đến cuộc sống tốt đẹp. Sau khi đọc những chuyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ trong bài 6, em đã trang bị thêm cho bản thân những bài học quý giá và bổ ích. Ví dụ như bài học về việc cần suy xét đánh giá đúng, sai, không nên tin một cách mù quáng thông qua câu chuyện ngụ ngôn, đẽo cày giữa đường. Hay bài học về đức tính kiên tâm, chịu khó học hỏi, không nên tự mãn với những gì mình đã biết thông qua câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Bên cạnh những bài học cuộc sống đến từ những câu chuyện ngụ ngôn, em còn được trau dồi, nhận thức về xã hội, kinh nghiệm và đạo đức về ứng xử trong đời sống thông qua những câu tục ngữ, thành ngữ. Ví dụ, thông qua câu tục ngữ, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Thông qua câu tục ngữ này, ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm nhờ quan sát tự nhiên, đó là tháng 5 âm lịch có hiện tượng ngày dài đêm ngắn, và ngược lại, ngày tháng 10 có hiện tượng ngày ngắn đêm dài. Hay là thông qua câu tục ngữ, không thầy đố mày làm nên, học thầy không tày học bạn, lại mang đến cho em bài học bổ ích, đó là thầy giỏi, có phương pháp dạy tốt thì trò sẽ mau tiến bộ, và học thì cần thực hành trong đời sống, nên việc tiếp thu nguồn kiến thức từ thầy cô giáo thì việc học hỏi các bạn cũng là điều vô cùng cần thiết. Tóm lại, những triết lý, những bài học cuộc sống này là những điều vô cùng bổ ích đối với riêng bản thân em và với tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta nên cảm ơn những người đi trước đã đúc kết kinh nghiệm và để lại cho chúng ta kho tàng chuyện ngụ ngôn, tục ngữ, thành ngữ vô cùng đặc sắc và có giá trị đến tận ngày nay. Đoạn văn mà cô đã viết đã thỏa mãn yêu cầu về cấu trúc, đó chính là từ 8 tới 10 câu. Bên cạnh nó đã thể hiện được những suy nghĩ sau khi đọc xong chuyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ. Đây là những chia sẻ của cô. Cô mong rằng sẽ có thể đón nhận được những chia sẻ cởi mở của các bạn sau khi học xong chủ đề bài học số 6 nhé. Cuối cùng, đến với câu hỏi số 4 trong tiết củng cố mở rộng của bài học số 6. Hãy kể lại một chuyện ngụ ngôn mà ý nghĩa của nó có gắn với một thành ngữ. Đối với câu hỏi này, chúng mình có thể có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Ở đây, cô sẽ giới thiệu với các em một câu chuyện ngụ ngôn mà có ý nghĩa gắn với một thành ngữ. Đó chính là câu chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi. Chắc hẳn các em đã rất quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn này đúng không nào? Thông qua câu chuyện ngụ ngôn này mà tác giả dân gian đã gắn với nó với một thành ngữ, đó chính là thầy bói xem voi. Về nội dung của câu chuyện thầy bói xem voi, cô xin giới thiệu với các em như sau. Nội dung câu chuyện thầy bói xem voi. Năm ông thầy bói rủ nhau đi xem voi. Tới chỗ voi đứng, ông thầy chen vào, sờ tận tay xem con voi nó thế nào. Về tới chợ, năm thầy họp nhau bình phẩm. Thầy sờ được cái vòi, voi nói, tưởng vòi lạ lắm. Té ra chỉ giống con đỉa cực lớn, tôi sờ vào, nó uốn cong người lại. Thầy sờ ngà bảo, không phải,
Nó trần trẫn như cái đòn càn. Thầy ôm cái chân vội cãi, voi chỉ hết như cái cột nhà thôi. Tôi ôm vừa tay cái cột cái, thầy nắm phải cái tai voi, chê. Các bác chỉ nói mò, con voi thật ra tự như cái quạt to tướng. Thầy túm phải cái đuôi voi, cười khẩy. Bốn bác nó sai cả, tôi đã túm nó trong tay, thì đúng là một cái chổi xể đại. Không ai chịu ai, bốn thầy to tiếng cãi nhau. Ồn ào một góc chợ, có người đi qua, nghe chuyện, phân xử rằng thân hình con voi có nhiều bộ phận, đại để như thế này. Voi dài giống con đỉa, tai tựa cái quạt nan, bụng chứa vừa một gian, chân to tay một cái, mồm thì như cái vại, ngà giống thanh kiếm dài, sau đít có cái đuôi cứng khác nào chổi xể. Nếu các thầy thấy được hết, đâu đến nỗi phải cãi nhau. Nguồn chuyện dân gian, chuyện vui dân gian, kể chuyện 4, nhà xuất bản giáo dục năm 1984. Đây chính là câu chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi. Và thông qua câu chuyện ngụ ngôn này đã mang tới được một bài học, đó chính là chuyện giúp chúng ta có một bài học về cách nhìn nhận, đánh giá trong cuộc sống, phải nhìn nhận sự việc ở phương diện tổng thể, chứ không nên lấy cái bộ phận đơn lẻ thay cho toàn thể. Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên bảo thủ, cố chấp cho mình là đúng. Muốn đánh giá một sự việc hiện tượng, chính xác, cần phải có sự kết hợp nhiều yếu tố, tai nghe, mắt thấy. Thông qua bài học này, thì khi người ta nhắc tới câu thành ngữ thầy bói xem voi, mọi người sẽ biết ngay rằng câu thành ngữ này đang muốn nhắc tới đó là những con người phiến diện, chỉ nhìn nhận ở một chiều, không có cách nhìn nhận đánh giá tổng thể trong cuộc sống, mà chỉ lấy cái bộ phận đơn lẻ thay cho toàn thể. Các em thân mến, câu hỏi số 4 cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong tiết củng cố và mở rộng của bài học số 6. Cô mong rằng những kiến thức mà cô chia sẻ với các em trong video bài giảng ngày hôm nay sẽ giúp ích được các em trong quá trình học tập. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng lần sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.